tháng năm ra bao nhiêu quả mít? Ra 70 quả. 70 quả nhá. Ít thế. 70 quả nhá. Được rồi. Quả to hay nào? Không, quả to cái húng à? Mấy cân một quả thôi. Thế quả to bằng như thế nào? To bằng thúng. Còn to bằng thúng nhá. Yeah.